Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chúc mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cấp mã số vùng trồng cho cây bưởi da xanh ở Phước Bình. Sạt lở bờ biển khu vực phường Mỹ Hải do sóng lớn và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Năm 2023 với chủ đề hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển dữ liệu số, số hóa quy trình, mỗi cơ quan đơn vị địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đơn vị doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiếp tục đầu tư nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đáp ứng việc kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã, phổ cập kỹ năng số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, khu phố. Phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 và cơ sở dữ liệu về đất đai, triển khai và nhân rộng hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh, phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phấn đấu tỷ lệ giao dịch không sử dụng tiền mặt đạt 50%, trong đó 100% các giao dịch liên quan đến thanh toán tiền điện, nước, học phí, viện phí. Tỷ lệ người dân đủ từ 15 tuổi trở lên có số tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt 65%, 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả ứng dụng nền tảng địa chỉ số. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong chuyển đổi số của một số đơn vị địa phương, nổi bật là trên các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nhất là cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng chỉ số chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 thuộc nhóm khá của cả nước. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Thanh yêu cầu tăng cường thông tin tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, từ đó tích cực tham gia để được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội thực hiện chuyển đổi số, nhất là cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên một số lĩnh vực trọng điểm, tạo điều kiện thu hút nguồn lực thế mạnh của các đối tác chiến lược đã thỏa thuận hợp tác với tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Chính sách đối với xã hội số là ta chưa đủ, phải nghiên cứu chính sách nữa. Hỗ trợ làm sao đó là người ta vào không phải là cho 5-3 đồng, mà ở chỗ là người ta cải thiện được cái kỹ năng, cải thiện được cái hạ tầng, ha, rồi là làm cho người ta gần hơn, chính sách hỗ trợ về phía nhà nước để là gần hơn doanh nghiệp. Giải pháp chính sách là phải thông minh hơn, thu hút được nguồn lực nhiều hơn, thậm chí ban điều hành nghiên cứu nên thu hút nguồn lực xã hội bao nhiêu là vừa, nhà nước bỏ bao nhiêu là vừa, doanh nghiệp bỏ bao nhiêu là vừa. Đó, bây giờ những cái này ta phải số hóa, phải lượng hóa được nó hết để rồi ta tính tỷ lệ xã hội phải ngày càng nhiều hơn. Nhà nước thì tập trung vào cái chính quyền số là chính, còn doanh nghiệp số, kinh tế số, xã hội số là cái đó phải là xã hội, phải là doanh nghiệp, xã hội hóa lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng mức độ hài lòng của người dân, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo tập huấn bổ sung kiến thức số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp bách và là chìa khóa để thúc đẩy các doanh nghiệp phục hồi, vượt qua khó khăn để phát triển, tăng sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tái cấu trúc, thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tiên phong trong cung ứng dịch vụ số cho khách hàng. Đến nay, các dịch vụ số của Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận ngày càng được nâng cấp, đa dạng hóa. Số lượng khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng tài khoản online của Vietcombank tăng trưởng nhanh. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vietcombank đã phát triển dịch vụ Vietcombank Digibiz, ngân hàng số dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thanh toán dịch vụ kinh doanh, trả lương cho nhân viên thuận tiện, nhanh chóng. Đầu tư cái việc đào tạo cán bộ để cho cán bộ thực hành trong môi trường số được chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao đối với khách hàng trong cái công tác chuyển đổi số. Đón đầu xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, Resort Hoàng Mỹ Ninh Thuận đã sớm đầu tư các phần mềm quản lý hoạt động khách sạn hiện đại, đồng thời đăng ký sử dụng hệ thống SiteMinder với 400 kênh quảng bá. Qua đó, du khách có thể truy cập tìm kiếm thông tin đặt phòng, thanh toán trực tuyến, đánh giá dịch vụ, sâu trải nghiệm từ các thiết bị có kết nối Internet. Với kênh quảng bá này, lượng khách đến với Resort Hoàng Mỹ ngày càng nhiều, trong đó khách du lịch quốc tế tăng đáng kể, công suất phòng luôn đạt hơn 70%. Chúng tôi mua cái hệ thống SiteMinder của nước ngoài, nó có 400 kênh quảng cáo khắp thế giới. Để mà chúng tôi, cái thứ nhất là quảng bá cái resort này, cái điểm đến này, Hoàng Mỹ Resort này. Và cái thứ hai là nó quảng bá luôn cái địa danh Bình Sơn cũng như Ninh Chữ và Ninh Thuận ra 400 kênh quảng bá của thế giới. Không nằm ngoài dòng chảy chuyển đổi số, công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt đã nhanh chóng kết hợp với Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai áp dụng phần mềm quản lý trang trại với những app chuyên sâu về vùng trồng, áp dụng trên cây nha đam và dưa lưới. Đặc biệt, công ty đã ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự .com dựa trên nhận diện khuôn mặt, giúp công tác quản lý dễ dàng, minh bạch. Hướng tới trong tương lai thì chúng tôi sẽ đầu tư thêm một cái hệ thống về cái việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra thì mã hóa các cái chuỗi sản xuất từ nguồn nguyên liệu đến việc chế biến đến khách hàng, cũng giống như là chuỗi cung ứng bằng cái hoạt động blockchain. Xác định chuyển đổi số là động lực để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ, hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số. Từ đó, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng mạnh dạn chuyển đổi số, đầu tư các phần mềm chuyên sâu trong sản xuất kinh doanh, góp phần đưa tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GDP năm 2012 đạt 9,53%. Sở Kế hoạch Đầu tư thì cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID tổ chức các lớp tập huấn cũng như hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp thông qua các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, là lựa chọn doanh nghiệp mẫu có cái hoạt động tích cực trong cái thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số để chúng ta đây là cái xây dựng những cái mô hình mẫu để chúng ta triển khai áp dụng mở rộng trong cái thời gian tới. Việc nắm bắt chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh sẽ góp phần tăng cường đổi mới sáng tạo và sức chống chịu của doanh nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có những diễn biến nhanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật sự năng động, đi tắt đón đầu, nhanh chóng triển khai các ứng dụng chuyển đổi số. Có như thế, doanh nghiệp mới có thể tồn tại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả, phấn đấu đưa kinh tế số đóng góp vào GDP năm 2023 của tỉnh đạt 12% như kế hoạch đề ra. Chuyển sang những tin tức quan trọng khác, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến chúc mừng Thường trực Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2023. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn, cùng dự của đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy những kết quả nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong năm 2022, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp bộ đoàn đã tham gia tích cực trong việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện trong thu gom rác thải, xây dựng môi trường thôn xóm, khu phố xanh sạch đẹp, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo tỉnh đoàn mong Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm, lãnh đạo bồi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi giúp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ghi nhận và cảm ơn những tình cảm của tuổi trẻ tỉnh nhà dành cho Đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh luôn xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị, xã hội quốc phòng an ninh. Đồng thời thanh niên cũng được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực, bảo đảm cho sự ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Trên tinh thần này, đồng chí Phạm Văn Hậu mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, chỉ đạo dẫn dắt các tổ chức đoàn xây dựng chương trình hoạt động một cách thiết thực hiệu quả nhất. Đặc biệt xây dựng được lực lượng đoàn viên thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong sáng và có hoài bão khát vọng lớn, quyết tâm cao, vững vàng vượt qua những thử thách, khó khăn để ngày càng trưởng thành hơn, nhất là tiên phong xung kích đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nhân lực số, chính quyền số, kinh tế số và hướng đến xã hội số trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của quê hương Ninh Thuận, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2023 trong hệ thống mặt trận các cấp. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đánh giá cao việc thống nhất và đồng tình ủng hộ chủ trương đăng ký triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm 2023. Việc chủ động xác định, lựa chọn xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của địa phương mình trong năm 2023 để thực hiện đã thể hiện tinh thần đổi mới, sự năng động sáng tạo, quyết tâm quyết liệt trong chương trình hoạt động thực thi nhiệm vụ của những người làm công tác mặt trận các cấp. Về kế hoạch cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất mặt trận cấp huyện sẽ triển khai ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và một sản phẩm chuyển đổi số, cấp xã phường thị trấn thực hiện một mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững. Mặt trận tỉnh chú trọng nhiệm vụ đột phá trong chuyển đổi số. Các bộ phận của mặt trận tỉnh đăng ký theo từng lĩnh vực phụ trách. Việc đăng ký cần tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án, vận động nhân dân di dời đến nơi ở mới, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị mặt trận các địa phương đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đổi mới trong công tác huy động, vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực, đổi mới hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao công tác tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, phản ánh đầy đủ chính xác. Công tác giám sát phản biện cần chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, không làm hình thức. Sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Thành Phút, công ty trách nhiệm hữu hạn nước mắm Cana và công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwin IDC Ninh Thuận. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả và những đóng góp của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Với những cách làm bài bản, các doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương, trở thành những thương hiệu mạnh có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng, giải quyết việc làm cho người lao động và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, gắn nông nghiệp công nghệ cao trong phát triển du lịch, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm mới đặc thù, phát triển các dòng sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, gắn kết chặt chẽ lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp địa phương và người lao động. Đối với một số khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sở ngành và các địa phương ghi nhận để tổ chức làm việc trực tiếp, giải quyết cụ thể trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, có giải pháp và kết quả cụ thể, đảm bảo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển.
Đó cũng là cách tốt nhất để các sản phẩm nông nghiệp của Ninh Thuận vươn xa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Trung Quốc chính thức mở cửa thị trường cho trái bưởi Việt Nam xuất khẩu vào nước này. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đặt ra là loại nông sản này phải được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, cấp mã số vùng trồng và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng để truy xuất nguồn gốc. Để bưởi Phước Bình xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ngành nông nghiệp Ninh Thuận đã đánh giá thực địa, đề nghị Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng trồng cho 23 hectare bưởi da xanh ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Việc triển khai cấp mã số vùng trồng mở cánh cửa cho bưởi da xanh Phước Bình tiếp cận thị trường thế giới, nâng cao vị thế, giá trị kinh tế cho cây bưởi. Ông Cát Tơ Quỳnh ở thôn Gia É là một trong những người tiên phong trồng bưởi da xanh ở xã Phước Bình. Trước đây giá bưởi luôn ổn định ở mức từ 28 đến 30 ngàn đồng một ký, nhưng từ năm 2020 trở lại đây, giá bưởi đi ngang rồi giảm dần. Vụ bưởi Tết năm nay, giá bưởi lợi 1 chỉ còn 25 ngàn đồng một ký, còn mua mão theo kiểu bao vườn chỉ có 15 ngàn đồng một ký, nên thu nhập của người trồng bưởi cũng bấp bênh. Các cơ quan chức năng là cần xem xét để mà cái định hướng đầu ra cho bà con có ổn định, mà muốn ổn định được là phải có mã vùng, cấp giấy chứng nhận mã vùng, rồi để mà cấp giấy chứng nhận là việc gáp, đây gọi là bưởi sạch an toàn, để mà đảm bảo trong cái người tiêu dùng và cũng như là uy tín của nhà vườn, để mà nó ra thị trường cho tốt hơn. Diện tích sản lượng bưởi da xanh Phước Bình ngày càng tăng nhưng thị trường không mở rộng. Khâu tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, thu mua theo kiểu bán buôn nhỏ lẻ qua rất nhiều khâu trung gian nên giá cả không ổn định là điều tất yếu. Do đó quy hoạch lại vùng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hướng đi để nâng cao giá trị kinh tế cho cây bưởi. Khi mà cấp một cái mã vùng trồng thì nói chung là anh em chúng tôi rất là hoan nghênh, có nghĩa là có giá trị, có nghĩa là để mà bán thu nhập cái đời sống nó cao hơn. Nếu không có cái này thì chúng tôi chỉ bán cho thương lái thôi. Người trồng bưởi ở Phước Bình phấn khởi khi ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai cấp mã vùng trồng cho cây bưởi. Tuy nhiên để chủ trương này thể hiện trên từng gốc bưởi vẫn còn khoảng cách khá xa. Hiện nay diện tích bưởi da xanh của xã Phước Bình đã có 192 hectare, sản lượng hàng năm đạt trên 3.000 tấn. Chính quyền địa phương đã phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật chọn 17 hộ trồng bưởi với diện tích 23 hectare ở 3 thôn Gia É, Hành Rạc và Bố Lan thí điểm cấp mã số vùng trồng cho cây bưởi. Sau khi mà cái kết mã vùng trồng thì địa phương cũng tập trung hướng dẫn cho người dân để thực hiện cái sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, và cũng mong thời gian sắp tới thì cũng các ngành liên quan đưa kết nối để đưa các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chuyên về cái cây bưởi đây kết nối cùng với địa phương đưa ra cái những cái thị trường xa hơn. Qua kiểm tra 23 hectare bưởi da xanh trong mô hình đáp ứng đủ cả 3 tiêu chí để được cấp mã số vùng trồng, đặc biệt là tiêu chí số 4 về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc 4 đúng và đang chờ cục trồng trọt cấp mã số vùng trồng. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các cái hộ mà canh tác bưởi ở xã Phước Bình nắm bắt tốt hơn nữa những cái yêu cầu kỹ thuật cơ bản về công tác giống, về là công tác là canh tác, kỹ thuật canh tác, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục là có những phối hợp với địa phương ở phòng nông nghiệp huyện Bắc Ái, rồi là chính quyền địa phương tiếp tục mời gọi các cái doanh nghiệp mà có hoạt động trong lĩnh vực là nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ về với xã Phước Bình để liên kết hỗ trợ, đồng thời là coi như thu mua bao tiêu sản phẩm. Cấp mã số vùng trồng là chứng nhận đảm bảo chất lượng để sản phẩm bưởi da xanh xã Phước Bình góp mặt vào các nông sản xuất khẩu chính ngạch. Đây là hướng đi bắt buộc để nông dân liên kết sản xuất, tạo ra nông sản sạch, gia tăng giá trị kinh tế cho bưởi da xanh. Hoàn thành việc cấp mã số vùng trồng cho cây bưởi da xanh Phước Bình sẽ đặt nền móng quan trọng để 398 hectare bưởi da xanh ở Ninh Thuận tham gia xuất khẩu. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 1 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Đoàn Văn Tâm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại thao trường Núi Đỏ.
Tại đây, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, các khu vực bố trí tuyến bắn, trận địa, đường cơ động, các điểm phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Đoàn Văn Tâm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, biểu dương tinh thần nỗ lực, không ngại khó khăn của cán bộ chiến sĩ tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục điều chỉnh phù hợp các tuyến bắn, vị trí bố trí trận địa hỏa lực, trận địa phòng không, trận địa pháo binh, đường cơ động của xe tăng, nghiên cứu nắm chắc các phương án bắn chiến đấu, các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bám sát yêu cầu diễn tập của cấp trên, chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất huấn luyện phục vụ cho diễn tập. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm 2023. Tham gia cuộc thi năm nay có 67 dự án đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đa số các dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật môi trường, lĩnh vực xã hội hành vi. Kết quả, ban tổ chức đã trao 35 giải thưởng cho các dự án đoạt giải, trong đó có 17 giải tư, 12 giải ba, 4 giải nhì, 2 giải nhất gồm dự án thiết bị tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt chi trên của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và dự án giảm áp lực cuộc sống, tỷ lệ khủng hoảng tâm lý và trầm cảm cho học sinh của trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh được chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học toàn quốc vào tháng 3 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, tại vùng biển phường Đông Hải, Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm liên tục có sóng lớn dâng cao làm sạt lở và hư hỏng bờ kè ven biển thuộc tuyến đường đi bộ ven biển ở phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Gần 200 mét bờ kè dọc tuyến đường đi bộ ven biển thuộc khu phố 4 phường Mỹ Hải bị sóng đánh tan hoang. Trong đó, khu vực ở cuối tuyến đường nối từ đường Yên Ninh xuống biển bị sóng đánh làm sạt lở nghiêm trọng nhất. Tại đây, nền móng và đất cát đã bị cuốn trôi, tạo nên các hố sâu, hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người dân đến vui chơi tắm biển. Tôi ở dưới đây là tôi giờ mới thấy là từ khi làm cái kệ giờ nó ăn vô nè. Ăn vô rồi xét gió quá nó sập. Ở đây là bãi ta thường ra ta tắm lại ông lèn rồi ta ra tắm đi nhỏ rồi chiều ra chợ đông lắm. Học sinh rồi học trong trưa rồi nó đây thôi chứ. Trời vậy đó chứ gì đó. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải, việc sạt lở bờ biển và công trình thuộc tuyến đường đi bộ ven biển đã được cử tri phản ánh và chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng, phương tiện dùng cọc gỗ, bao cát tạm thời gia cố, làm bờ kè tạm chắn sóng, đồng thời cắm biển cảnh báo cho người dân biết để phòng tránh. Về phía địa phương tiếp tục kiến nghị ngành chức năng của thành phố là có cái giải pháp căn cơ đầu tư gia cố là nó mang cái tính lâu dài để đáp ứng cái vấn đề là đảm bảo an toàn, tính mạng cũng như là của cải của nhà nước trong cái khu vực này. Tình trạng sạt lở bờ biển thuộc phường Mỹ Hải đã xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bởi những ngày qua liên tục có sóng to, gió lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị, việc gia cố khắc phục đoạn sạt lở cần sớm được triển khai. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.